Hôm nay á là Duy Nguyễn mới chi gần 100 triệu để Duy Nguyễn thực hiện chính sách nhồi sọ tất cả học viên của THOL. Ngã bằng tưởng tượng không, giống như ở dưới cái phòng ở đó, cái hàng màu cao xám xám này nè, chơi nguyên cái hệ kệ luôn, để súp một đống súp luôn. Wow. Mày nhắc tới nó quý, bọn làm marketing ngu thấy mẹ luôn. Tớ thiệt á, anh là giám đốc nha, nhưng mà cái ngày nào anh bỏ tụi nó ra một cái á, tụi nó làm dốt lắm mấy em. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân Dreamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Chào các bạn đến với chương trình vlog kinh doanh của Duy Nguyễn. Hôm nay Duy Nguyễn sẽ chỉ các bạn một cái tuyệt kỹ về kinh doanh, nó thực tiễn, nó thực dụng nha. Này không phải là tuyệt kỹ gì mà là góc nhìn, kinh nghiệm kèm với kiến thức. Thì tiện đây á, Duy thấy là rất là nhiều bạn trẻ khởi nghiệp mô hình phòng gym. Bạn già cũng có nữa chứ không phải bạn trẻ. Thì các bạn decor cái phòng gym các bạn á, rất là nhiều hình ảnh của ngôi sao. Đúng không? Rất nhiều hình ảnh ngôi sao. Rồi bạn trưng bày phòng gym các bạn nhìn nó cải lương quá. Đó. Thì nói chung thì cũng không sai, tại đó giờ người ta làm vậy nhiều. Ngay cả phòng Việt Dragon của Duy xưa cũng chơi của đó nè. Để hình ô ô toàn là diễn viên, toàn là những gì người mẫu đồ đó, rồi thể hình này nọ, trang trí này nọ rất là nhiều. Nhưng mà theo Duy thấy á, cái đó là cái quan điểm nó tương đối nó lạc hậu. Nó lạc hậu ở chỗ nào? Thứ nhất là lạc hậu ở cái chỗ á là mình để những tấm hình đó đó. Nó không có thực tiễn. Nó không có thực tiễn. Các bạn sẽ nói rằng à, tao để tấm hình đó để cho thằng kia nó nhìn, nó có động lực để tập nhân đó. Đúng không? Nhưng mà thật sự không bao giờ tập được. Tại hình tụi nó là vận động viên mà nó chích chót bấy bá hết rồi nó mới vậy. Các bạn tập không bao giờ, never, ngay cả vận động viên Việt Nam tập thấy bà nội luôn cũng chưa bằng tụi nó này. Cái đó là nói thiệt. Nên cái mục tiêu đó thì mình không phải là mình nói vậy là các bạn bỏ hết. Tức là các bạn để ít thôi. Nó để ít lại thôi. Đó, các bạn trang trí cái kiểu nó khác. Cái kiểu nó như là BBT của Duy Nguyễn vậy đó. Tại sao Duy Nguyễn nói vậy? Tại Duy Nguyễn khoe phòng nè. Đó. Hôm nay á là Duy Nguyễn mới chi gần 100 triệu để Duy Nguyễn thực hiện chính sách nhồi sọ tất cả học viên của THOL. Chính sách nhồi sọ đó cụ thể là như thế nào? Đó là Duy Nguyễn làm một cái hàng tủ dài, đèn tất cả mọi tầng. Xong rồi trên hàng tủ đó đó, Duy Nguyễn sẽ phân phối để hết tất cả dùng hút súp, để dùng hút súp, để hút súp, để hút súp, để cho dân tập gym ở dưới đẩy nhìn lên bị nhồi sọ. Bị nhồi sọ mấy em hiểu sao nổi, đâu ức ức chế chứ. Nãy xuống dưới quyền mấy ông rồi, ức chế lắm. Thôi mày lấy tàu hũ này đi, mà nhìn nó ghét quá. Thôi mày lấy tàu bên này đi. Thôi mày lấy tàu hũ kia đi, nhìn chịu hết nổi rồi. Đó, thấy nhồi sọ tinh vi không mấy em. Xong rồi cái thằng kia nó nhỏ nhỏ vô hỏi anh gì, anh ơi em rất là hâm mộ trên YouTube, em không biết tập bao lâu mới được nha anh. Cái này mình uống hết đóng đi được rồi. Nhanh lẹ còn nhẹ luôn em, ra hàng nữa. Đó. Nên tụi nó cứ nghĩ rằng à trời ơi, ông này marketing thôi. Ông này marketing thôi, ông này ông nhồi sọ quá, quay video đâu để anh đóng này. Bạn nói sao cũng được hết. Nhưng mà cái đó là gì? Cái tính thực dụng của Duy Nguyễn. Đúng không? Tính thực dụng của Duy Nguyễn. Tại sao một cái hàng kệ vậy là để trống chỗ? Đó, để gì để chỗ vậy, đóng cái kệ vô, dựng hàng vô. Wow. Đúng không? Nó mới thực dụng. Nó mới thực dụng giống như cái logo là BBT SG. Đúng không? Supplement and gym. Các bạn có gym rồi, các bạn phải có supplement. Supplement phải show up ra. Đó, bạn tưởng tượng không? Giống như ở dưới cái phòng đó, cái hàng màu cao xám xám này nè. Chơi nguyên cái hệ kệ luôn, để súp một đống súp luôn. Đó là nhồi sọ đa cấp độ luôn các bạn. Wow. Nhồi sọ chịu không nổi luôn á. Bây giờ cái phòng gym của Duy Nguyễn không giờ để hình thành nhân vật model khỉ con nữa chân đó. Duy Nguyễn chỉ để 4 tấm hình điện thoại thôi à. Từ nhỏ tới thằng xì ke. Xì ke tới thằng tập tạ gục ngã, tới thằng đứng gồng la, tới thằng chạy mẹt rồi hết rồi đó. Đúng không? Cái với cái thông điệp là gì? Tao chủ phòng. Tao chủ phòng. Đó, giỡn sao không được vui lắm, anh friendly lắm. Giỡn sao không được, nhưng biết ở phòng này của tao vậy thôi. 4 phòng nó đều vậy hết. Đó, nhìn biết video này của Duy Nguyễn vậy thôi được rồi. Tập không cần gì nhiều như ông này được rồi.
ra như ông này là cô gái được rồi, ngon lành rồi, thực tiễn nó người Việt Nam, nó người thật dịp thật luôn, người phàm mắt thật luôn, không cần phải bên trời Tây trời Âu trời A gì tập không được như tôi đó đâu, đúng không? Nên nhiều khi á, cái suy nghĩ của Duy nó rất khác và còn lại, nó thực dụng mà đến vô cùng thực dụng đó, thực dụng, nhưng mà ở đằng sau cái thực dụng đó là một cái sự chịu chơi, một cái sự đầu tư. Các bạn có dám bỏ 100 triệu làm hệ kệ đó, 100 triệu đó dám bỏ không? Nope. Hay là dẹp bà đó rồi, hay là xúp các bạn mua về, các bạn đồ Mỹ Đế bạn chất trong kho, bạn khóa cửa lại thôi, thua luôn. Nói ai nghe, nói ai nghe đó. Cái gì cũng phải cho người ta có quá trình, cho người ta có sự tìm hiểu, cho người ta có sự nhận thức. Bây giờ cứ đập cho mắt cái đã, về mà ông tức à, ông tức quá, quá gì mà để nhiều dưới trời ấy hả, quá gì để nhiều là gần coi thôi. Rồi xong rồi Thái biết rồi, lên Google search, à này thì đi phẩm bổ sung, này thì bột cao, cái này phát banner này nó kia. Wow. Đấy chi, từ đó họ có cái kiến thức, họ kiến thức thì họ mua họ sử dụng thôi. Cái đó chỉ là một mục đích thôi nha, một mục đích trong cách làm của anh thôi. Anh còn cách làm khác nữa. Tại sao mà anh phải làm kệ như vậy? Tại vì nó nhiều lý do lắm, mà đó là lý do một là nhỏ sọ. Wow. Lý do thứ hai là lý do là kể như là BBT bây giờ hết chỗ để hàng rồi mấy. Hàng về nhiều quá, mấy em cứ nghĩ đi. BBT phân phối phát triển độc quyền 5 hãng, thêm bây giờ hãng Na Uy nữa là 6 hãng. Wow. Đúng không? Hãng Na Uy nữa là 6 hãng. Mà nhắc tới Na Uy, bọn làm marketing ngu thấy mẹ luôn. Tớ thiệt cái anh là giám đốc nha, nhưng mà cái ngày nào anh bỏ tụi nó ra một cái á, tụi nó làm dốt lắm mấy em. Bây giờ nó nghĩ sao nè, mẹ ơi, vô trong protein, nó nói protein nữa gì, cá hồi, cá hiếc, đồ này nọ, rồi ngon bổ rẻ tốt gì đó. Thôi dẹp bà đó đi ba ơi, ba marketing đủ như mấy đứa dốt học, đúng không? Bây giờ nói về protein cá hồi á, thì phải nói về cái con cá hồi ở bên Na Uy nó hơn con cá hồi ở bên Campuchia như thế nào. Đó, mình phải đánh vô tiêu chuẩn chất lượng, mình phải nổ cái thằng Na Uy ra trước. Mình nổ cái thằng Na Uy, cái chuẩn sống Na Uy ra trước thành một cái đoạn văn để ta hình dung được cái mức sống của dân Na Uy, cao cấp của dân Na Uy vậy đó. Từ đó con cá hồi thì nó ngon nè, chứ không cần được khoe cá hồi, hiểu không? Tức là tụi nó làm marketing tụi nó non và xanh lắm, giống như là bán súp của Mỹ Đế là nổ thằng Mỹ Đế thôi, không cần phải nổ protein isolate làm tự này khỏi bị cần bị dạy, người ta biết hết rồi ông ơi. Bị đặt vô đạm thủy phân cao cấp rồi nữa, không lẽ mày bán đạm thủy phân cùi hả? Mày hổm vô chỉnh vô đầu nó rồi. Cái thằng mà tao đang quen con nhà em gái đó đó, à, thằng này bị chửi nhiều lắm à, đang quen bồ nó, ô lộn bậy, đang quen con em đó. Tao nói rồi, mẹ cái chữ hydrolyte là thủy phân, cần mày dịch không? Nó không phải, thủy phân là khác cái đầu mày, chứ hydro là nước, đúng không? Hydro là nước, hydrolyte là thủy phân, nói chứ lại gì nữa. Mày đi quảng cáo cái chữ thủy phân tào lao, đúng không? Nên mình muốn quảng cáo nguồn súp á, mình phải quảng cáo cái thương hiệu của nó, cái nhà máy của nó, nguồn nguyên liệu của nó. Mấy cái đó là cái cốt lõi, cái quan trọng nhất, nó tạo ra súp xịn, súp cũng xịn. Bây giờ hydrolyte nó đi quảng cáo chữ cái công nghệ hydrolyte, công nghệ hydrolyte 10 công ty nó cùng làm hydrolyte, dạng nào ngon hàng nào. Nên cái bọn marketing này nó non lắm em, nó non giả mang luôn á. Thiệt sự ngày xưa thời anh làm marketing nè, toàn là top 1 không. Wow. Bây giờ đưa tụi nó làm marketing nó rớt xuống top 2, top 3 rồi. Nó thôi không nói nhiều nữa. Cái vấn đề súp Na Uy để mốt anh develop, anh phát triển, anh nói sao. Còn bây giờ anh quay lại cái vấn đề là cái phòng gym ở Bình Tân á, anh thực hiện chính sách anh làm một hệ kệ rất là lớn. Hệ kệ rất là lớn vậy á thì nó sẽ giúp anh nó giải tỏa được hàng hóa rất là nhiều. Bạn tưởng tượng không? Hệ kệ nó rộng hơn vậy, là mỗi hệ kệ là nếu mà để full tối đa được 3 hàng sản phẩm. Wow. Nếu mà loại trung á, còn loại bự á để được 2 hàng, loại nhỏ để được 3-4 hàng luôn. Xong rồi mình chồng lên nữa, mình chồng lên, trộn để được nhiều hàng lắm nha. Để được nhiều hàng lắm. Để được nhiều hàng thì nó đỡ, em hiểu không? Nó đỡ kho, đỡ bãi, chứ để thùng nhiều quá nó không có đẳng cấp. Nó nói trời ơi mẹ, Duy Nguyễn bán yếu tồn hàng nhiều. Bây giờ mình cũng là tồn hàng nhưng mà tồn kiểu này nè, nó mới sốc mấy em, đúng không? Thà một phút quy hoàng rồi chợt tối còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Vậy thì tụi em đánh giá là cách làm marketing của anh nhiều mấy điểm, đúng không? Phòng gym anh cốc để hình đằng nào cả, phòng gym anh để súp của anh đó. Wow. Đó, anh thích là anh bỏ này vô, anh thích bỏ này ra, nguyên một cái hệ kệ toàn là súp thực phẩm bổ sung Mỹ Đế không. Đó, mốt tới hàng của Bắc Âu sao thì mình để như vậy, nó mang cái đồng tiền cho mình marketing cái cho mình. Còn phòng gym không bán súp là phòng gym nó chưa đi học kinh doanh.
có mấy phòng game mở ra thiệt, nhiều khi nói chủ ngu thấy mẹ không nói chứ, nó mở ra nó bỏ súp chùa tào lưa luôn ba. Thằng chủ không bán súp mấy em, thằng chủ không biết mẹ súp hết á. Thằng chủ bán chuối nè, bán trứng nè, bán sữa tươi. Đồ thằng khứa kia vô súp lậu tè le trong phòng luôn, không không biết. Nó tao nói là mày kinh doanh phòng game là có hai cái ngu, một á là không bán súp, hai là không không phát triển BT. Hai cái ngu mà hai cái ngu này là bó tay luôn á. Tại vì nói thật với mày, giờ bán hũ súp đi lời bằng vé tập rồi. Đúng không? Bán hũ súp đi lời bằng vé tập về thì thôi vậy từ mà ví dụ như một tháng em bán chừng 50 hũ súp đi bằng 50 vé, nó cộng vô em tiền nhiều lắm chứ. Đúng không? Nó tự nhiên mà để cho khách trong phòng của mình nó xài súp của người ta. Trời đất ơi, làm giàu với thiên hạ. Rồi xong rồi khách của mình nó mướn khách vô làm BT, nó ăn trên đầu trên cổ, hàng chi kinh doanh giết vẫn nghèo. Loạn vậy nó không có thực tiễn. Nó không có thực tiễn. Nó bởi vậy phòng game của anh nè, vô bóp mũi liền, bóp cạch 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 BT tự do hết cho làm. Xong rồi cái con khách này nhây nhanh lắm, bảo đảm luôn nó cũng sẽ coi video này nè, nó nhây bà cố luôn. Nó nói anh Duy ơi, anh đuổi này đi. Hỏi sao đuổi vậy? Cái nói là anh nói là anh không cho BT tự do vô tập, mà em tập thằng này nó cứ ngồi đó nó quảng cáo nào là hủ tiếu, nào là bánh mì, hủ tiếu, nào là bánh mì, nào là chuối chiên nhà nó bán không anh, em ăn biết rồi em mập sao. Nó không đuổi được, trong khi em muốn súp của anh đó thì nó ra sức khỏe body 6 muối ngon lành này, em nó quảng cáo toàn là thứ được không à. Cái đó nhưng mà không đuổi được. Nó tại sao không đuổi? Thứ nhất, hai lĩnh vực nó liên quan. Anh là game với súp, nó bán hủ tiếu kệ nó, nó mắc gì đuổi. Còn ở trên góc độ kinh doanh này, nó bán hủ tiếu cho mày mập thì mày ăn cho mày mập, mày mới mua là bộ ba thằng tánh của tao. Cái là cộng hưởng, tao sao phải đuổi, đúng không em? Nó làm ăn nó phải vậy đó, làm ăn là phải thêm bạn bất thù, mà phải làm đúng, đừng làm ngu đó. Bởi chính sách hàng kệ của anh đó. Bây giờ tụi em hỏi anh ngày xưa, tụi mới nhớ ngày xưa hỏi gì không? Ngày xưa hỏi anh Duy, anh có tính làm siêu thị thực phẩm bổ sung không? Ui, siêu thị là cái con mẹ gì, tao làm gọi là cái kho luôn đó chứ đừng nói siêu thị. Wow. Đúng không? Siêu thị là cái gì? Không có lại gì chứ, em nghĩ anh có 4 building. Building anh nào cũng tròn chỗ trống hết á. Đúng không? Mấy mốt giả sử như hàng anh nhiều đi, anh làm một cái kho bên Bình Tân, kho trên đầu á, cái kho này. Xong quận 2 cũng làm vậy, quận 9 vậy, quận 7 cũng làm vậy. Thôi như siêu thị mày tuổi gì? Đúng không? Cái này nó rộng quy mô ghê siêu thị nữa. Nó giúp cho mình quảng bá hình ảnh. Anh chỉ cần đem những hình ảnh thôi, anh quăng lên cho mấy thằng đối tác mày coi. Wow. Thằng nào bán hàng của mày nhiều bằng tao? Không có đâu bạn, không có bán nhiều đâu. Cái lĩnh vực súp này anh biết mà. Cái showroom tụi nó nhỏ xíu à. Đúng không? Cái showroom tụi nó nhỏ xíu à. Bây giờ nói về hệ thống showroom á, tụi em chỉ cần ra tụi em coi showroom của đại lý anh thôi là nó đủ cha người ta rồi. Đúng không? Vô đại lý BBT là BBT bắt phải làm một cái hệ thống showroom đẳng cấp. Tất cả những showroom đại lý nhìn ngon chưa? Đó. Mà showroom đại lý thì tuổi gì showroom BBT? Showroom BBT nó rộng, nó nhiều. Wow. Nó mặt hàng nó đa dạng, nó kinh khủng khiếp luôn. Nên nói chung là anh là trong lĩnh vực súp anh rất là tự tin. Rất tự tin về cái mặt quảng bá thương hiệu. Bởi vì mấy em thấy không? Thằng nào mà lọt vô tay anh cái á là tự nhiên nó nổi tiếng, nó ngon, nó bán nhiều, doanh số rất cao. Mà thằng nào anh mà đã bỏ rồi một cái, trước sau cũng chết. Lời nói anh có thép chứ mà giỡn, anh nói là có cơ sở. Nói lại lần nữa nha, anh là anh bia mắt tay lắm. Thằng nào lộn vô tay anh là kiểu như là ngon. Wow. Mà thằng nào mà đã chia tay rồi, thằng đó là kiểu như là hẻo rồi đó. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi video, nhận xét về cách marketing của anh. Và các bạn media phải quay thật đẹp cho anh những cái kệ dưới tâm tiểu của anh. Hay thì mua súp đi ba, giàu nghèo mẹ gì, lai xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài. 3 triệu Đức Vũ 3 triệu, Hải Bánh 3 triệu, Vi Phạm 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.